Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của cô Huyền. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn là học trong quyển sách toán lớp 1 tập 1 sách kết nối tri thức các bạn nhé. Rồi, mở sang bài đầu tiên, đó là bài 1 với các số từ 0 cho đến 5. Các bạn cùng nhau nhìn lên bài tập ngày hôm nay nhé. Ok chưa ạ? Đến này vào đây cho chắc chắn hơn. Bài tập này thì sẽ bao gồm có các cái phần như sau. Phần 1 là phần khám phá này. Các bạn hãy cùng nhìn xem ở đây có những cái bao nhiêu con cá ở trong chậu ấy. Chúng ta sẽ viết tương ứng với lại chữ số nhé. Trong chậu này có một con cá. Ở đây có một hình vuông sẽ biểu thị bằng số 1. Số 1. Đây là viết thường của số 1 nha. Tiếp theo ở đây có hai con cá. Đếm 1, 2. Tất cả có 2 con cá. 1, 2. Tất cả có 2 hình lập phương biểu thị bằng số 2. Đây là số 2 viết thường. Đây là số 2 in hoa nhé. Tiếp theo chúng ta có bể cá thứ 3. 1, 2, 3. Tất cả có 3 con cá. 1, 2, 3. Tất cả có 3 hình lập phương. Như vậy sẽ được biểu thị bằng chữ số 3. Đây là số 3 in hoa, còn đây là số 3 in thường nhé. Tiếp theo chúng ta có bể cá thứ 4. 1, 2, 3, 4. Tất cả có 4 con cá. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4. Tất cả có 4 hình lập phương sẽ được biểu thị bằng chữ số 4. Đây là chữ số 4 in hoa và đây là chữ số 4 viết thường nhé. Ở bể cá tiếp theo chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. 5 con cá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hình lập phương được biểu thị bằng số 5. Và đây là số 5 in hoa. Đây là số 5 viết thường. Bể cá cuối cùng không có con cá nào sẽ được biểu thị bằng số 0. Số 0 in hoa và số 0 viết thường các bạn nhé. Tiếp theo phần hoạt động, chúng ta sẽ cùng nhau tập viết các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 vào trong vở ô ly của các bạn nha. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Chúc bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ. Tạm biệt.